La 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 la. Cháu lên bà, cháu vô mau giao. Cô thương cháu thì cháu không khóc nhè, không khóc nhè thì mẹ lên nương cây. Ông vào nhà mây, ông cả vui cay cay. La 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 la. À, hôm nay trời thật là đẹp, mình ra ngoài trời mình ngắm bông mới được. Ồ, cái bông này màu vàng đẹp quá. Ồ, thật là đẹp, ta là chú Doraemon dễ thương đầy. La 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 la. À, cây mai này nó chưa có bông nữa. Ít, có ai đang đi lại gần nhà ta vậy? À, anh này có rất nhiều đồ chơi. Thôi được, mình lại mình sẽ mua đồ chơi hay xin đồ chơi ảnh đi nào. La la la, ô, có nhiều đồ chơi quá bạn ơi. Ê, anh kia ơi, anh kia ơi, lại đây, lại đây. Lại đây, lại đây, lại đây với. Hư, anh bán cái gì đó. Lại đây anh ơi, đâu rồi? Ồ, chạy bộ lại mới được. Tật tật tật, mệt quá, mệt quá. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. À, chào anh. Ồ, anh bán. À, anh này là anh người nhện. Anh ơi, anh bán cho tôi mấy sợi tơ nhện đi. À, anh không có bán sợi tơ nhện. Thôi vậy được, cũng được, tôi mua đồ chơi đây. À, quá trời đồ chơi luôn. Anh có nhiều đồ chơi quá. Nào là búp bê nè. À, nào là chim ăn ghi nè. Ồ, bong bóng nữa. À, có hình Doraemon nữa kìa các bạn. Ồ, quá trời Doraemon luôn. À, anh bán cho tôi một cái này đi. Ồ, à, có anh cho em. À, cho em. Anh cho em kìa, rất là dễ thương. Ồ, có xe nữa. Ồ, xe cảnh sát nè. Ồ, công chúa. Ồ, có công chúa yêu thương quá. À, cái gấu bông. Ồ, cái bông hình gì ta? À, hình cậu y tá. Ồ, cậu anh có bao nhiêu đồ chơi luôn. Anh nhiều đồ chơi quá. Cái cục gì đấy, búp. Ủa gì mềm mềm vậy ta? Cái cục này là cục gì anh? À, anh bán cho tôi cái đôi mon, cái bong bóng này hả? Ồ, đẹp quá, đẹp quá. Ồ, à, hai tiền rồi. À, rồi tôi trả cho anh nha. Ờ, đây. Rồi cái cục này cục gì đấy? À, cô bé kem. À, cô bé hình cây kem rất là dễ thương. Rồi, bán cho tôi luôn nha. Rồi một chút tôi trả tiền cho anh nha. Ồ, ở dưới là cái gì đấy? Ơ, nó rớt rồi. Rồi, lụm lên không sao. Rồi, ổn này, nó mềm mềm, ngộ ngộ ta. Ủa, cái này cái gì ở trong đó vậy ta? Sao nó mềm mềm? Kem này ăn được không anh ơi? À, cái này là cái gì đây? Ồ, thôi, cô Doraemon dễ thương quá. À, tôi tặng cho cô đó. Rồi, bye bye cô nha. Rồi, thôi để tôi trả tiền cho anh. Rồi, trả tiền cho anh. Thôi, trả tiền cho anh nha. Rồi, anh người nhận đi bán được nhiều đồ nha. Chúc anh bán được nhiều đồ nha. Ồ, mình có nhiều đồ chơi quá. Bye bye anh, bye bye anh. Ồ, đã quá, có nhiều bong bóng quá. Ồ, có đi đồ chơi. Rồi, thành la 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 la. Ta là người nhện đây. Ta đi bán đồ chơi. Có ai mua đồ chơi không? Ồ, đã quá, mình mua được quá nhiều đồ chơi mà rất là rẻ. Anh người nhện bán rất là rẻ. Mình ngồi xuống mình ăn kem đi nào. Ồ, cây kem. Ồ, cái hình Doraemon kìa các bạn. Doraemon có những cái bong bóng rất là dễ thương. Ồ, cái gì đấy? À, mình ngồi mình ăn kem. Cái kem ngon quá. Ồ, cái kem. Ồ, kem hai màu luôn. Màu vàng và màu hồng. Ồ, ở dưới cái kem là màu cam. Ồ, hình một cô bé. Ồ, cái kem này hình cao su bạn ơi. Ăn không có được các bạn ơi. Ồ, cái kem này. Không, mình ăn thử coi được không? Thôi cũng được đi. Mà ăn không được bạn ơi, cái này để chơi chứ mình ăn không có được. Ăn nó cứng quá, nó khó ăn, nó dai quá. Thôi mình có bong bóng nữa, đã quá, Doraemon. Mình là chú Doraemon. 1, 2, 1, 2, mình tập thể dục nào. 1, 2, rồi. Rồi, video của mình đến đây là hết rồi. Các bạn nào thấy video mình hay thì nhớ bấm đăng ký để lần sau theo dõi tiếp cái video mình nha. Rồi, chào tất cả các bạn.